Hồ Văn Cường sau biến cố đời tư với mẹ nuôi giờ theo chân Ngọc Sơn. Hồ Văn Cường đăng quang quán quân Việt Nam Idol Kids khi mới 12 tuổi. Sau 6 năm, cuộc sống của cậu đã xảy ra nhiều biến cố. Hiện tại, Hồ Văn Cường có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Hồ Văn Cường sinh ngày 16 tháng 3 năm 2003, là một ca sĩ người Việt Nam. Anh nổi tiếng từ khi dự thi và đạt được quán quân Thần tượng âm nhạc nhí vào năm 2016 và đạt được giải ca sĩ ấn tượng VTV Awards 2016. Đầu năm 2017, Cường nhận được hai giải Mai Vàng cho ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng, cùng với top 10 nghệ sĩ của năm. Hồ Văn Cường, từ câu chuyện lấy nước mắt khán giả đến việc làm con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Năm 2016, Hồ Văn Cường đã đăng quang quán quân Việt Nam Idol Kids như một hiện tượng gây tranh cãi cho khán giả lúc bấy giờ. Mặc dù lúc ấy cậu có giọng hát ngọt ngào, tạo thiện cảm tốt bằng dòng nhạc dân ca trữ tình, nhưng khi các thí sinh khác thử sức với nhiều thể loại, biến hóa liên tục trên sân khấu, thì Hồ Văn Cường vẫn không có gì khác ngoài dân ca trữ tình. Ngoài ra, nếu so sánh với các thí sinh hát dòng nhạc này ở những chương trình khác như Phương Mỹ Chi, Nguyễn Thiện Nhân, thì Hồ Văn Cường đuối hơn hẳn về chất giọng, bản lĩnh sân khấu. Vậy, chuyện cậu bé này đạt được quán quân liệu có xuất phát từ mục đích dùng hoàn cảnh để lấy nước mắt khán giả hay không? Hồ Văn Cường không phải trường hợp đầu tiên được nhà sản xuất nhấn mạnh vào hoàn cảnh. Trước đó, nhiều thí sinh nhí như Đức Vĩnh của Vietnam Got Talent, Quách Phú Thành của Thử Tài Siêu Nhí, cho đến những thí sinh người lớn như Gia Suy, Trần Quang Đại, Mai Thái Anh đã từng được nhà sản xuất chương trình chú trọng khai thác khá chi tiết về hoàn cảnh éo le. Lý giải điều này, các nhà nghiên cứu truyền thông cho biết, một trong những hiệu ứng mang lại kết quả tốt nhất với các chương trình truyền hình đó là tác động về mặt cảm xúc. Sau khi rời cuộc thi, Hồ Văn Cường được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cậu được lên thành phố ăn học, sống cùng nhà, cùng với đại gia đình của nữ ca sĩ quá cố. Đây được xem là bước đệm cho Hồ Văn Cường. Ở thời điểm ấy, cậu và Phi Nhung luôn gắn bó với nhau. Chưa kể, Hồ Văn Cường còn được đi lưu diễn cùng mẹ nuôi. Bố mẹ ca sĩ nhí cũng theo chân con trai lên thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu. Tuy nhiên, sau đó, mâu thuẫn giữa gia đình Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung nổ ra. Mọi chuyện khiến dư luận vào năm 2021 tranh cãi gay gắt. Hồ Văn Cường, scandal với mẹ nuôi Phi Nhung và cuộc sống bí ẩn hiện tại. Hồ Văn Cường sau hơn 6 năm giành giải quán quân Việt Nam Idol Kids, cậu hiện tại vẫn chỉ là một cái bóng lờ nhờ trong làng giải trí. Cách đây một năm, truyền thông còn khui ra chuyện nhà dưới quê của cậu chưa xây được, bố mẹ cậu vẫn phải đi làm thuê, rồi chuyện Phi Nhung bị tố bóc lột sức lao động của Hồ Văn Cường. Trước những lùm xùm này, Hồ Văn Cường lên tiếng bằng cách quay video phát trên fanpage giải thích. Bố mẹ cậu cũng phải trả lời báo chí rõ ràng việc có hay không Phi Nhung bóc lột Hồ Văn Cường. Ngay trong cuộc đều trả lời là không, và họ nói rằng việc để quản lý cầm 200 triệu đồng là họ tự nguyện. Đồng thời họ cũng phủ nhận chuyện con gái đi nhặt ve chai kiếm sống. Bố của Cường còn cho biết ông không có nghĩa vụ phải lo cho con gái thêm nữa vì ai cũng lớn cả rồi. Nhiều người xót xa cho Hồ Văn Cường vì cùng gây được ấn tượng ở cuộc thi âm nhạc nhí, nhưng Phương Mỹ Chi lại nổi tiếng và có cuộc sống đổi đời. Tuy nhiên, nếu so sánh như vậy thì người ta lại quên mất việc phải xét trên nền tảng hai gia đình. Phương Mỹ Chi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé đã được tiếp xúc với nhạc dân ca từ cô và cậu, nên Phương Mỹ Chi vững nhạc lý là chuyện đương nhiên. Nhưng chính là điều đó, cô bé dân ca mới phát huy và đi được con đường dài. Còn vấn đề quản lý, cô có mẹ là người từng kinh doanh, lại tiếp xúc với nhiều người nên cũng rất sắc sảo. Còn Hồ Văn Cường, gia đình cậu vốn chân chất, làm nông nghiệp, sống trong một không gian vùng quê yên bình, nên việc tiếp cận với showbiz vốn phức tạp là một điều khó khăn. Họ muốn còn sống cùng với Phi Nhung cũng vì lý do ấy, và họ chấp nhận những gì hiện tại, tất cả đều có lý do của chính họ. Sự việc chỉ thực sự khép lại khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường chuyển ra khỏi nhà chung. Hiện tại, quán quân Việt Nam Idol Kids thuở nào sống cực kỳ kín tiếng và bí ẩn. Thỉnh thoảng cậu xuất hiện trên truyền thông cùng ca sĩ Ngọc Sơn. Ngoài ra, Hồ Văn Cường không tiết lộ gì thêm với báo chí.
nhiều năm hoạt động với sự giúp đỡ của Phi Nhung, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi lại bất ngờ xảy ra ồn ào, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc nuối. Sau một thời gian dài ở ẩn lấy lại tinh thần và ổn định cuộc sống, nam ca sĩ Nhí sinh năm 2003 bắt đầu xuất hiện lại trên sân khấu và tích cực chạy show khiến nhiều người chú ý. Không chỉ sự nghiệp dần khởi sắc mà ngoại hình của Hồ Văn Cường mới nhận được sự chú ý của người hâm mộ hơn. Nếu theo dõi Hồ Văn Cường sẽ thấy được nam ca sĩ Nhí gốc Tiền Giang ngày càng thăng hạng về diện mạo. Thời điểm mới tái xuất sau ồn ào với công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường nhìn hốc hác, gầy gò khiến cho người hâm mộ phải lo lắng. Còn thời gian gần đây anh thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Anh lộ diện bên Ngọc Sơn với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi sau thời gian khủng hoảng. Nhất là những hình ảnh trong đêm diễn mới nhất của anh tràn đầy sức sống khiến người hâm mộ rất vui mừng. Không chỉ có da thịt thay đổi mà Hồ Văn Cường còn cải thiện cả phong cách thời trang. Giọng ca Nhí sinh năm 2003 được Ngọc Sơn đưa đón bằng xế sang khi đi diễn và những trang phục đi diễn cũng được chăm chút tỉ mỉ, chững chạc hơn. Dù hoạt động nghệ thuật tích cực như đến nay, Hồ Văn Cường vẫn chưa lập mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ. Đặc biệt, dù thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ngọc Sơn và Bầu Thụy, nhưng đến nay, Hồ Văn Cường vẫn đang hoạt động tự do và không thuộc quyền quản lý của bất kỳ công ty nào. Không ngoa khi nói rằng Hồ Văn Cường chính thức đổi đời sau khi có sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy trong quá trình trở lại showbiz.